Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phóng sự điều tra chuyện dài kỳ Hồng Nhan Đa Truân, kỳ 52-53, tác giả Nguyễn Như Phong. Ông Quốc thẳng thừng: hôm trước đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đã xuống nói chuyện, các anh ấy muốn điều tôi lên thành phố. Đảng điều đi đâu thì phải đi đấy, tôi không có thói quen xin xỏ chạy trọt. Cậu đến chúc mừng tôi sinh nhật, lẽ ra không nên nói, nhưng chẳng mấy khi hai anh em mình ngồi nói chuyện được với nhau. Tôi sẽ nói luôn, cậu phải hết sức cẩn trọng trong việc quan hệ với các doanh nghiệp. Đồng chí Giám đốc Công an thành phố có nói với tôi rằng có một số doanh nghiệp nói để họ có được các dự án ở quận mình là phải chi khá nhiều tiền. Chuyện doanh nghiệp chi tiền thì tôi không quan tâm, bằng việc có những doanh nghiệp ca thán là mất nhiều tiền mà chẳng được gì, cậu phải xem lại. Nhật Chiêu thốt lên: trời ạ, tại sao lại có dư luận về em như thế? Em thề với anh, nói em không ăn của doanh nghiệp thì không phải. Thực sự là em có ăn, nhưng nói ăn là như thế nào? Em giúp họ đúng việc công, phép nước em làm, đúng quy định chính sách của nhà nước, của thành phố về quản lý đất đai, về đầu tư. Em giúp họ một cách vô tư, khi họ được việc, được giấy phép đầu tư thì họ cảm ơn em. Tiền cảm ơn đấy thì nói thật là em có nhận, nhưng nếu nói là em lợi dụng chức phó chủ tịch của em để bóc nặng doanh nghiệp như các quận huyện khác thì em thề với anh là em không làm việc đấy. Ông Quốc nói dửng dưng: hiểu mình thì không ai bằng, có dư luận như thế, nhất là lại là lời của đồng chí Giám đốc Công an thành phố thì phải hết sức cẩn thận, nên giả soát lại xem ra sao. Bây giờ cậu là ứng cử viên nặng ký vị trí chủ tịch quận, đến lúc đấy mà nó tống cho dăm ba cái đơn rồi thanh tra kiểm tra đảng nhảy vào là rách việc đấy. Cứ cho là cậu không có gì, nhưng đến lúc họ xác minh xong thì có khi mất cơ hội rồi. Trong lúc đang bị thanh tra kiểm tra thì ai dám đề bạt cậu nữa, giống như người ta chờ ở ga để lên tàu đi tiếp. Tàu đến rồi mình lại không lên được tàu thì phải chờ chuyến sau, biết bao giờ mới có chuyến sau. Chiêu thở dài: em cũng nghĩ là có những đứa xấu mồm muốn cản con đường tiến của em, nhưng mà anh cứ yên tâm, anh cứ ủng hộ em là được rồi. Những việc gì em làm sai thì em chịu. Ông Quốc rót một ly rượu đưa lên rồi nói: tất nhiên là ai sai thì người ấy phải chịu. Chiêu nhìn quanh nhà: ôi sao nhà cửa anh tuềnh toàng thế. Ông Quốc nói: có thế thôi, biết làm thế nào. Chiêu nói: anh ạ, em nghĩ thế này, anh là bí thư quận ủy, về tính liêm khiết trong sáng của anh thì không ai lạ gì. Em còn nghe nói là ông già bắt anh phải báo cáo chi tiêu. Ôi giời ơi, các cụ đúng là thế hệ vàng của đất nước này. Em nghe kể rằng bác ngày xưa là bộ trưởng, nhưng đi công tác ở địa phương, người ta cho mấy cân gạo mà bác còn không nhận. Không ngờ bây giờ bác vẫn chặt chẽ như vậy. Nhưng thời buổi bây giờ thay đổi rồi anh ạ. Thời buổi này là thời buổi kim tiền, không có tiền là chết. Ông anh ở thế này thì không được, em sẽ giúp anh. Ông Quốc hỏi: cậu giúp tôi bằng cách nào? Chiêu nói: việc này anh cứ để em lo, em có cách, tất nhiên em sẽ không để phiền lụy đến anh. Em chỉ ví dụ đơn giản thế này thôi. Một loạt doanh nghiệp đang lấy đất ở quận mình để xây dựng khu chung cư. Em bảo nó để cho một lô đất giá đối ngoại cho mình lại giao cho chúng nó bán đi. Tất nhiên trong sổ sách, giấy tờ không bao giờ có tên anh. Anh không phải ngại việc ấy. Ông Quốc hiểu ra: cái võ ấy tớ biết, cũng có người nói với tớ rồi. Thôi cảm ơn cậu, tớ học lời các cụ, chi túc chi chi, biết đủ là dừng lại, chi túc tâm thường lạc, biết đủ là vui. Tớ thấy thế này là đủ lắm rồi. Vợ tớ là người làm kinh tế cũng khá, cô ấy làm doanh nghiệp chế tác vàng, lương mỗi tháng cũng hơn 20 triệu. Nhà cửa thì sẵn sàng đây rồi, ở nhà quê lại còn đất nữa. Tớ giao cho thằng con ông chú canh tác trên khoản vườn ông bà để lại cho. Mỗi tháng tớ cho nó thêm 500.000 đồng,
mình bỏ vốn cho nó. Nó trồng rau nuôi gà, có phải ít đâu, gần 3.000 mét vuông đấy. Nó nuôi gà, đào ao thả cá rồi cung cấp cho mình. Việc chi tiêu với đồng lương nhà nước trả cho tôi cùng với lương của vợ như vậy cũng đã là thoải mái rồi. Còn con cái thì đứa lớn đang học đại học, đứa bé học lớp 9. Nhờ rồi chúng nó học rất giỏi, chẳng phải lo học thêm, học nếm gì. Có lẽ khoản học thêm lớn nhất là học đàn. Tuần 2 buổi cô giáo đến đây dạy đàn bầu, có thế thôi. Hai người nói chuyện đến đây thì Diệu Linh từ trên tầng xuống. Ông Quốc hỏi Diệu Linh, thế cô Linh thấy cháu chơi đàn có được không? Diệu Linh nói, cháu chơi khá lắm anh ạ. Tiếng đàn rất có cá tính, chỉ có kỹ thuật là cần phải bổ túc thêm nhiều. Liên, con gái ông Quốc từ trên tầng chạy xuống. Bố ơi, cô Linh đánh đàn hay lắm, bố để cô Linh dạy thêm cho con nhé. Ông Quốc nhìn con gái, con ơi, cô làm gì có thời gian để đến đây dạy con. Nếu cô Linh đồng ý thì thi thoảng lúc nào cô rỗi thì con mang đàn đến nhà cô, rồi cô chỉ bảo cho. Diệu Linh nói, không, em cũng không bận gì đâu. Nếu cháu có thời gian thì mỗi tuần em qua giúp cháu một buổi. Đàn bầu thì chỉ cần hướng dẫn vài tháng là ổn thôi mà. Em bỏ đàn lâu rồi, kỹ thuật cũng kém, nhưng vẫn còn có thể giúp được cháu. Bây giờ phải dạy cho cháu bật hẳn lên về kỹ thuật. Chứ cứ nhàng nhàng thế này thì chỉ đến thế thôi, tiếng đàn không bao giờ khá được. Ông Quốc nói, thôi được rồi, việc ấy thì hai cô cháu bàn với nhau. Ông Quốc quay sang nói với Nhật Chiêu và Diệu Linh, rất cảm ơn hai bạn đã đến mừng sinh nhật tôi. Bây giờ cháu nhà tôi lại muốn Diệu Linh dạy đàn thêm. Nếu cô thu xếp được thì cô giúp góp ý cho cháu. Đúng lúc ấy, vợ ông Quốc đi đâu về, thấy Diệu Linh và Nhật Chiêu bà vui vẻ. Chào Phó Chủ tịch quận, chào cô Hoa hậu, nghe danh mãi, bây giờ mới được gặp. Diệu Linh lễ phép, dạ em chào chị ạ. Bà Thương, vợ ông Quốc nói, sao hôm nay hai bạn lại đến chơi với nhà tôi mà không báo trước? Nhật Chiêu nói, dạ chúng em biết là mai sinh nhật anh, chúng em sợ mai đến thì đông khách, nên hôm nay chúng em đến chúc mừng sinh nhật anh trước. Chúng em ngồi chơi cũng đã lâu, em xin phép chị, chúng em về để cho anh còn làm việc. Bà Thương nhìn chồng ngạc nhiên, thế sao mình nói không bao giờ mình tổ chức sinh nhật và mình cấm chuyện ấy cơ mà, tại sao năm nay lại làm sinh nhật thế? Ông Quốc, anh có biết cô chú ấy đến đâu? Thôi, chuyện ấy có gì đâu. À, con Liên nhà mình rất thích cô Linh kèm đàn cho ấy. Hóa ra cô Linh rất giỏi đàn bầu. Cô ấy là con nhà nòi về âm nhạc, con bé nhà mình mà được cô Linh kèm đàn thêm cho ít buổi thì tốt quá. Bà Thương vui vẻ cầm tay Diệu Linh, em giúp chị nhé. Chị thấy con bé đánh đàn thì cũng có người khen, nhưng cũng có nhiều người nói tiếng đàn của nó chưa mượt. Dính tới nghệ thuật thì phải giỏi hẳn không thì thôi, chỉ biết lỗ mỗ một tí thì người ta cười cho. Diệu Linh vui vẻ, dạ chị cứ yên tâm ạ. Biết đến đâu thì em sẽ giúp cháu đến đấy. Chúng em xin phép anh chị, chúng em về ạ. Ông Quốc và bà Thương tiễn hai vợ chồng ra tận cửa. Trên ô tô về nhà, Diệu Linh để ý thấy mặt chồng nặng như chì, nhưng không hiểu lý do vì sao. Đến lúc về đến nhà, Diệu Linh mới hỏi, anh có điều gì suy nghĩ thế? Nhật Chiêu hậm hực, hôm nay em có để ý thấy nhà ông ấy thế nào không? Diệu Linh nói, em thấy nhà cửa cũng giản dị, chẳng có gì cả. Chiêu cười khẩy, em không biết thôi, ông ấy là người rất giỏi che đậy, lúc nào cũng tỏ ra liêm khiết, giản dị. Sinh nhật, sinh pháp là ông ấy cấm tiệt, không cho ai đến. Nhưng ngày mai em sẽ thấy xếp hàng đến nhà ông ấy như là đi xem văn nghệ. Ông ấy rất giàu nhưng rất giỏi giả vờ, nhà cửa thì có vẻ có ra gì đâu. Bố ông Quốc ngày trước là bộ trưởng, ông cụ đích thực là con cháu Bác Hồ, liêm khiết vô cùng. Đến bây giờ ông cụ đã gần 90 tuổi rồi, nhưng ông cụ vẫn bắt ông Quốc phải báo cáo với cụ về chuyện tiền bạc. Ông nói rằng ông chỉ cần
nghe thấy con trai ăn của đút lót dù chỉ một đồng là ông cụ tự tử ngay. Ông cụ không chịu được sự nhục nhã ấy. Ông Quốc khôn ngoan nên vẫn giấu được ông cụ. Rồi em xem, ông cụ mà mất đi thì ông Quốc phải xây vài cái biệt thự. Diệu Linh nói, chắc là người ta đồn thổi thôi. Em nhìn thấy cái cách cư xử của anh ấy cũng là con người giản dị, tuềnh toàng. Nhật Chiêu cười khẩy, em làm sao hiểu ông ấy bằng anh được. Nhiều điều tiếng lắm, tới đây thành phố phải điều chuyển ông ấy lên cấp thành phố đấy. Họ không muốn để ở quận cũng là vì chuyện này chuyện khác. Nghe nói ở quận có mấy cô mê ông ấy lắm. Trông ông ấy thế thôi chứ khoản gái gú cũng ra trò. Nói đến đấy tự dưng sắc mặt Chiêu thay đổi. Mà tại sao em lại dễ thế nhỉ? Có thế mà đã nhận lời dạy học cho con ông ấy. Diệu Linh nói, có sao đâu, thỉnh thoảng em đến bảo cháu một tí. Nhật Chiêu nói với vẻ khó chịu, anh thấy tốt nhất là không nên. Em đến đấy rồi người ta lại bảo là vợ phó chủ tịch quận lo nịnh bí thư quận ủy bằng cách đến dạy học cho con bí thư. Không được đâu, anh nói để em biết, em phải rất cẩn thận. Sau này thế nào bà ấy cũng sẽ rủ em đi chơi, em phải giữ mồm giữ miệng. Ông ấy cũng không muốn anh lên chủ tịch quận đâu. Lúc nãy ông ấy đã nói bóng gió rằng anh có tin đồn này đồn khác. Anh biết thừa là thực ra chẳng có tin đồn gì cả. Chẳng qua là ông ấy dung anh như thế bắt anh phải thể hiện. Diệu Linh hỏi, anh bảo thể hiện cái gì? Nhật Chiêu nói, thể hiện có nghĩa là mình cũng phải có lời, kèm theo lời là có quà. Anh cũng nói là sẵn sàng lo cho anh ấy một lô đất độ khoảng 500 mét vuông, nhưng ông ấy còn đang ớm ở. Việc Nhật Chiêu đặt máy nghe trộm trong ô tô, thậm chí cả trong phòng ngủ, bàn làm việc, Diệu Linh không hề biết. Cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao, việc gì Nhật Chiêu cũng biết. Ban ngày Diệu Linh gọi điện thoại đi đâu, làm gì, là đến tối Nhật Chiêu lại hỏi. Cách hỏi của anh ta rất tế nhị và thường làm Diệu Linh có cảm giác anh ta có rất nhiều người quen ở khắp mọi nơi. Nhất cử nhất động của cô đều được mọi người nói cho Chiêu biết. Sống với nhau được vài tháng, Diệu Linh càng thấy rõ mình là một con chim bị nhốt trong lồng. Cô có cảm giác cái lồng ấy đang dần dần nhỏ lại. Diệu Linh không hiểu tại sao Nhật Chiêu lại có thể ghen tuông một cách bệnh hoạn như vậy. Người em họ của Nhật Chiêu lái xe cho Diệu Linh được vài hôm thì Nhật Chiêu lại đổi một người lái xe khác. Lần này là một ông già chừng ngoài 60 tuổi. Ông là một người lái xe taxi. Một lần Nhật Chiêu nói với Diệu Linh, chú Tuấn xin nghỉ để làm việc khác, anh sẽ chọn cho em lái xe khác. Ông già này lái cẩn thận lắm. Diệu Linh nói, trời, sao anh lại chọn người lái xe cho em? Em chủ yếu là đến chùa chiền lễ bái, thế mà lại bắt một ông già hơn cả tuổi bố mình lái xe cho mình thì em thấy không nên. Chiêu cười, người già lái mới an toàn, thằng Tuấn còn phải đi làm việc khác. Dù mình trả lương nó rộng rãi nhưng cũng không ăn thua đâu. Ngày hôm sau, đúng là có một ông lái xe khác đến. Ông nói với Diệu Linh, từ nay bác sẽ lái xe cho cháu. Số điện thoại của bác đây, cháu đi đâu thì gọi, chỉ 10 phút là bác sẽ có mặt. Diệu Linh nhìn ông lái xe thấy phát chán và không muốn nói gì nữa. Vâng, bác cứ về, nếu có việc thì cháu sẽ gọi. Từ cơ quan, Nhật Chiêu gọi về cho vợ. Anh biết em có vẻ không thích bác tài mới, nhưng cứ chịu khó đi vài hôm là quen. Bác ấy già cũng dễ tính và là người lái xe rất cẩn thận. Thanh niên thì nhiều khi cứ bốc máu lên, nhỡ sơ sẩy gì thì khổ. Em thấy đấy, anh chuẩn bị vào bầu bán, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì để báo chí réo là mệt lắm. Diệu Linh thở dài, tốt nhất em đi đâu thì em tự gọi taxi. Tiếng Nhật Chiêu, không được không được, em không được đi taxi, anh cấm. Đi đâu thì đi xe của nhà. Nói xong Chiêu cúp máy. Diệu Linh ra ngoài sân gọi điện thoại cho Tuấn, chú đang làm gì thế? Tuấn trả lời, em đang ở nhà. Diệu Linh hỏi, chú đi làm ở đâu? Sao mấy hôm đi cùng tôi mà chẳng nói gì cả? Tuấn, không phải thế đâu, chuyện khác lắm.
lúc nào chị em mình gặp nhau, em sẽ kể cho chị nghe. Diệu Linh, bây giờ chú đến đây để kể cho tôi nghe xem chuyện ra sao. Một lát sau, Tuấn phóng xe máy đến. Tuấn nói với Diệu Linh, hôm nay em cũng phải nói thật với chị. Từ hôm lái xe cho chị, em ăn không ngon ngủ không yên vì ông anh họ em. Ngày nào ông ấy cũng gọi điện tra hỏi em rằng em lái xe đưa chị đi thì là chờ đi đâu, gặp ai, có ai hỏi chuyện chị không, thái độ của chị thế nào. Đến lúc em giao xe thì em mới biết rằng trong xe anh ấy có đặt máy nghe trộm. Diệu Linh sững sờ, máy nghe trộm là thế nào? Anh ấy đặt một cái máy nghe trộm rất hiện đại. Ô tô bắt đầu nổ máy là hoạt động, bộ nhớ của nó rất khủng khiếp, có thể ghi âm liên tục được mấy ngày liền. Đầu tiên em không hiểu tại sao hôm nào mà hai chị em đi đâu về, anh ấy cũng đến xem ô tô. Anh ấy bảo em đưa khóa rồi chui vào xe là để gỡ máy ấy ra, đặt máy khác vào. Anh ấy còn tra hỏi em về chị, thậm chí có lần chị nói chuyện với ai đấy, anh ấy còn hỏi em là khi chị nói thì thái độ chị thế nào. Chị biết đấy, em lái xe thì phải để ý nhìn đường, chứ làm sao mà còn để ý đến người ngồi trong xe được. Diệu Linh sững sờ, ra thế. Tuấn nói giọng bực tức, đâu có phải chỉ như thế, anh ấy còn ghen với cả em. Một lần anh ấy hỏi em là em có thấy chị ấy đẹp không, em bảo là chị đẹp quá, lấy vợ mà được vợ đẹp như thế thì ai chẳng muốn. Thế là anh ấy chửi em luôn. Mấy hôm sau, anh ấy bảo em là đi tìm việc chỗ khác mà làm. Chị có thấy có người nào lạ như thế không? Nhưng có lẽ lúc nào đấy chị nên tìm gặp vợ cũ của anh ấy để hỏi chuyện đi, sống với anh ấy không nổi đâu. Diệu Linh thở dài, ừ, chị cũng cảm thấy thế. Tuấn về rồi, Diệu Linh ngồi thở ra. Sau khi có những thông tin ấy, Diệu Linh đã chán Nhật Chiêu đến tận cổ. Diệu Linh cũng muốn ra đi ngay tức khắc khỏi căn nhà ấy, nhưng lại cố nín nhịn, bởi lẽ cô rất sợ báo chí lôi ra bêu dếu một lần nữa. Mẹ cô đã vì cô mà mất sớm, một lần nữa như thế này thì không hiểu bố cô sẽ ra sao. Ông ngày nào cũng hai lần uống thuốc, rồi lại còn em trai cô nữa. Diệu Linh biết nếu cô có bỏ Nhật Chiêu bây giờ thì cả thiên hạ sẽ nghĩ cô là đứa con gái chẳng ra gì. Không ai có thể tin Diệu Linh. Lẽ thường tình làm vợ của một ông phó chủ tịch quận là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái. Chẳng lẽ bây giờ Diệu Linh lại nói với mọi người rằng mình bỏ chồng vì anh ta keo kiệt, vì anh ta coi đồng tiền trọng hơn người và vì căn bệnh ghen tuông của anh ta. Sẽ chẳng ai tin Diệu Linh cả. Nghĩ như vậy mà Diệu Linh đành ngấm ngầm chịu đựng. Thành để ý thấy ông Cường dạo này có nhiều biểu hiện rất lạ. Ông thoát vui thoát buồn. Có những lúc ông ngồi lặng lẽ một mình, dở lại những hình ảnh của đoàn làm phim ra, rồi mỉm cười một mình. Thỉnh thoảng ông lại thở dài. Với một người chưa từng yêu bao giờ, Thành không hiểu, nên anh chỉ nghĩ rằng ông Cường đang có điều gì đó lo lắng cho đoàn làm phim. Có những lúc anh lại cho rằng hình như bố đang nghĩ về mẹ đang sống lang bạt, thất cơ lỡ vận ở bên Đức. Một hôm, Bình và Thiệu về, Thành nói với Bình, chị ạ, em thấy bố dạo này lạ lắm. Bình hỏi, lạ làm sao? Thành, em cứ thấy bố ngồi xem cuốn album của đoàn làm phim, rồi cười một mình. Có những hôm nửa đêm, bố lại tỉnh giấc, rồi lại ngồi viết lách gì ấy. Thiệu nói, nghề của ông là viết, bây giờ tuổi già rồi, không ngủ được thì dậy viết có gì lạ đâu. Bình gạt đi, anh cứ để cậu ấy nói tiếp xem nào. Thành nói, mà nhiều lúc bố cứ buồn vui là lạ thế nào ấy, ngày xưa bố không thế. Thiệu, cậu cứ cả nghĩ, bây giờ bố đang bận ở đoàn làm phim nên lo nghĩ nhiều thôi, không có chuyện gì đâu. Chỉ có một điều là dạo này thấy ông có vẻ yêu đời. Thành, à đúng rồi, dạo này thi thoảng còn thấy bố véo von hát nữa cơ. Bình nói, chết rồi, không khéo bố tương tư cái cô tác giả cuốn tiểu thuyết này đây. Thiệu gạt đi, em cứ nghĩ vớ vẩn, tương tư thế nào được, nó là hoa hậu mà kể cả hiện tại
Nó có con đấy nhưng vẫn cứ trẻ đẹp. Bố mình thì dung nhan đã khác người, chuyện tương tư là không có đâu. Bình bĩu môi, anh đúng là công an. Chuyện tình cảm không thể nói là già hay trẻ, dung nhan với nhan sắc được đâu. Anh biết không, có những hoàng tử ở nước ngoài bỏ cả ngai vàng để đi theo một ả gái điếm. Chuyện đấy từ xưa đã có, chứ có phải bây giờ mới có đâu. Không thể lấy chuyện lý trí để can thiệp vào chuyện tình cảm. Anh không thấy người ta nói rằng tình yêu chỉ tuân theo tiếng gọi của trái tim thôi à? Thiệu nói, ừ, đành rằng bây giờ các ông có phải lòng gái đẹp thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà phải lòng thì phải lòng chứ. Bố cũng là người biết mình là người như thế nào. Cái chuyện thích thì còn có thể có, chứ còn yêu đương, tương tư thì không có đâu. Bình suy nghĩ một lát rồi nói, thế tại sao mình không nghĩ rằng bố và Diệu Linh có thể nên duyên được? Thiệu nói, thế thì hóa ra là chuyện cổ tích à? Bình nghĩ, thôi được rồi, việc này thì có lẽ phải hỏi bà Thanh, chú Hữu Tùng. Hai người ấy rất thân với bố, hàng ngày họ làm ở đấy, nếu có chuyện gì là họ biết ngay. Thiệu, làm sao mà biết được? Bình, anh chẳng hiểu gì về bà Thanh và ông Tùng cả. Hai người ấy là người đã làm việc với bố hơn 20 năm nay. Cô Thanh chăm bố như em gái, chăm anh trai. Cô ấy là người hiểu bố hơn ai hết. Chính cô ấy đã nhiều lần giới thiệu người này người khác cho bố mà không thành. Chú Tùng cũng vậy, mình không hiểu được bố bằng cô chú ấy đâu. Ngày hôm sau, đoàn làm phim đang quay thì Bình đến. Ông Cường đang chỉ huy diễn xuất, thấy con gái đến, ông hỏi, hôm nay con đến đây làm gì đấy? Bình, con đến xem đoàn làm phim của bố, xem cô hoa hậu của bố thế nào. Ngay câu cô hoa hậu của bố, ông Cường tươi hẳn nét mặt. Nhưng rồi ông lại lườm con gái, mày nói cái gì mà cô hoa hậu của bố? Bình đùa cợt, thì tiểu thuyết của chị ấy viết nhé, rồi kịch bản bố viết nhé. Bây giờ chị ấy lại làm phó đạo diễn cho bố nữa nhé. Thế thì không là hoa hậu của bố thì là của ai? Ông Cường bật cười, thôi mày ra kia bố làm việc tiếp đây. Bình kéo bà Thanh và phó đạo diễn Hữu Tùng ra ngoài. Bình hỏi, có việc này cháu muốn hỏi cô chú. Cô và chú phải nói thật đấy nhé. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Bình, ông Tùng và bà Thanh ngạc nhiên. Bà Thanh hỏi, có chuyện gì mà mày có vẻ nghiêm trọng thế? Bình nói, dạo này cô chú có thấy bố cháu có gì khác lạ không hả? Hữu Tùng nói, cháu bảo khác lạ là thế nào? Ông ấy vẫn khỏe mạnh, yêu đời, vẫn chửi như hát hay. Hôm nọ ông ấy còn hắt cả cốc nước vào mặt diễn viên đấy. Bình nói, ôi cái chuyện hắt nước rồi chửi diễn viên là bình thường. Đạo diễn thì ông nào mà chẳng chửi bậy. Nhưng mà cháu muốn hỏi chuyện khác cơ. Thôi cháu hỏi thẳng luôn, cô chú có thấy bố cháu có tình cảm gì với cô hoa hậu kia không? Bà Thanh cười sặc sụa, bà dí ngón tay vào trán Bình và nói, trời ạ, à, con này tinh quái như Tôn Ngộ Không ấy. Cái đấy thì cô nói thật với cháu là có, bố cháu hình như phải lòng con bé hoa hậu ấy rồi. Hữu Tùng nói, phải lòng nó thì ai chẳng phải lòng, em đây cũng thích nó bỏ xử ấy. Bà Thanh nói, thằng này hay nhỉ, thích là một chuyện, còn phải lòng lại là chuyện khác. Phải công nhận là bố mày dạo này có thay đổi tính nết thật. Điều này thì cô và ông Tùng biết. Cứ khi nào mà con bé ấy ở đây thì bố cháu vui vẻ lắm, chỉ huy đâu ra đấy. Nhưng nó mà vắng mặt là thẫn thờ ngay. Mà xem ra nó cũng có tình cảm với bố mày đấy. Mấy hôm nay nó tự tay nấu cơm mang cho bố cháu ăn. Dạo này ông ấy có ăn cơm hộp đâu. Bình ngạc nhiên, chị ấy nấu cơm cho bố cháu ạ? Hữu Tùng, đây mày xem đây này. Hữu Tùng chỉ vào một góc nhà ở đó, có một cái cặp lồng ba ngăn. Ông nói, đấy cơm này, canh này, thức ăn thì ở cái cặp lồng ba ngăn kia, hệt như thời bao cấp. Nó bảo bố mày ăn cơm hộp không đảm bảo vệ sinh, hơn nữa lại là người có tuổi, sức ăn cũng kém. Thế nên có mấy món bố mày thích mà bố cháu nói với nó lúc nào bọn cô có biết đâu, thì nó cứ nấu cho bố cháu ăn.
ông ấy ăn cơm nó nấu quen rồi, bây giờ cơm hộp là không nuốt được. Bình nhíu mày, nếu chỉ nấu cơm thì cũng không ăn thua, còn chuyện gì khác không ạ? Bà Thanh nói, cái chuyện bố cháu có tình cảm với nó thì là chuyện rõ rồi, cả đoàn làm phim này ai cũng biết cơ, mà nói thật là ai cũng mừng. Nếu như bây giờ bố cháu mà nên duyên với nó được thì cô đảm bảo rằng cái đám cưới ấy phải quy tụ tất cả dàn diễn viên ở Việt Nam đến để mừng cho bố cháu ấy, mà cô với chú Tùng thì có khi còn sung sướng hơn cả chúng mày. Thế rồi giọng bà Thanh bỗng trầm hẳn xuống, nói thật với cháu, mấy chục năm nay rồi cô đi làm phim với bố cháu, từ khi cô còn là công nhân, rồi bố cháu cất nhắc cô lên làm phó chủ nhiệm, rồi chủ nhiệm đoàn làm phim. Cô đi với bố cháu cũng đến hơn một chục phim rồi. Cô thương bố cháu lắm, ông là người tốt, suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc, đến phim ảnh. Mong ước của ông ấy là làm sao để cho cái nền điện ảnh nước nhà cất cánh bay xa được như các nước trên thế giới. Thế nhưng mà lực bất tòng tâm, nhiều thứ trói chân trói tay không làm được. Ông ấy cũng bất đắc chí. Còn chuyện riêng tư thì cháu biết rồi đấy, bố mẹ cháu không ở được với nhau. Các cháu cũng lớn hết cả rồi, cũng có hiểu biết. Cũng may mà chị em cháu biết thương bố, thương mẹ, làm con cái giữ đạo hiếu thế cũng phải. Chuyện mấy năm nay bố cháu cứ sống một thân một mình, công việc thì như thế. Nhiều lúc cô với chú Tùng cũng bàn nhau phải tìm một chỗ dựa cho bố cháu. Nói thế thôi, người ta bảo con trông cha không bằng bà trông ông. Bây giờ bố cháu tuổi tác như thế, lại còn thương tật nữa, nghe nói trong người ông ấy còn hai mảnh đạn còn chưa lôi ra được. Hữu Tùng nói, đúng rồi, còn hai mảnh. Cách đây mấy tháng em nghe chuyện ông ấy ra nước ngoài, đến lúc đi qua máy soi thì phát hiện ra có kim loại. Nó khám lên khám xuống mà không thấy gì. Thế rồi nó lôi vào phòng khám an ninh, rồi lột chuồng ông ấy ra, lần mãi mà cũng không phát hiện ra gì. Thế rồi cũng may mà nó hỏi ông ấy là ông giấu kim loại gì trong người. Đến lúc bấy giờ thì ông ấy mới kể chuyện ngày xưa đi chiến tranh, bây giờ vẫn còn mảnh đạn. Đến lúc nhìn thấy mấy cái sẹo ở tay, ở ngực, chúng nó mới tin. Bà Thanh bật cười, chuyện như giai thoại, bây giờ thế này, để cô dò hỏi cái Diệu Linh xem sao. Nếu nó cũng có tình cảm với bố mày thì chúng ta phải phun vào, mà phải làm theo kiểu đặt đâu thì bố cháu phải ngồi đấy, không cho ông ấy lựa chọn nữa. Hữu Tùng nói, chị cứ nói chuyện, em thì nghĩ rằng có thể cái Diệu Linh cũng kính trọng ông anh, quý ông anh, chăm sóc ông anh như là con chăm sóc bố ấy. Nghe thế thì được, chứ bảo bây giờ nó định nên duyên với ông anh thì em thấy khó lắm. Bà Thanh nói, chú hay nhỉ, biết đâu đấy, mình cứ thử hỏi xem sao. Nếu như bây giờ hỏi mà nó có vẻ cũng đồng ý thì mình phải tiến tới ngay. Hữu Tùng nghĩ một lúc rồi nói, ừ, có khi cũng phải. Diệu Linh là hoa hậu, nhưng bây giờ cũng có tuổi rồi, gọi là còn cái danh hoa hậu thôi. Cuộc sống của cô ấy bây giờ đã khác. Bây giờ cô ấy đi nuôi dạy trẻ, với cái cách sống hiện nay thì cô ấy quên cái danh hoa hậu rồi. Hơn nữa cuộc đời cô ấy cũng bầm dập nhiều. Nói thật là đọc cuốn tiểu thuyết của Diệu Linh, em cũng thấy thương cô ta thật. Biết đâu bây giờ cô ta cũng muốn có một chỗ dựa, một gia đình êm ấm bình dị. Tất nhiên là cô ấy với ông anh thì cũng chênh lệch quá, hơn nhau đến 30 tuổi. Ông anh nhà mình lại chân tươi chân héo, mặt mũi thì như thế. Bây giờ bảo một cô từng là hoa hậu, mặt hoa da phấn, đi bên cạnh một ông già bằng tuổi bố mình thì xem ra cũng khập khiễng. Nhưng mà với người đời thì không biết thế nào mà nói trước được. Các cụ bảo rồi, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Biết đâu cô hoa hậu này bây giờ mới đứng số thì sao? Bình nói, thôi được rồi, thứ bảy này cháu sẽ làm bữa cơm ở nhà, cháu mời cô chú và cả chị Diệu Linh đến. Vừa lúc ấy đoàn làm phim nghỉ quay, ông Cường vẫy Bình ra,
có chuyện gì mà từ nãy đến giờ cứ thì thào với cô Thanh và chú Tùng thế? Bình cười tinh quái, à con bàn với cô chú ấy là thứ bảy này làm bữa cơm ở nhà cho đông vui, con mời cô chú ấy và cả chị Diệu Linh đến nhà ăn cơm. Thế rồi Bình chạy ra chỗ Diệu Linh. Chị ơi, em bảo chị này. Diệu Linh quay ra. Bình đấy à, em đến lúc nào chị không biết. Bình, thứ bảy này em mời chị, chú Tùng, cô Thanh đến nhà ăn cơm với bố con em nhé. Diệu Linh ngần ngừ một lát rồi nói, ừ chị sẽ đến, nhưng mà chị mang theo bé Hương nhé. Bình đấm yêu vào vai Diệu Linh. Khiếp, chị học cái tính câu nệ ấy từ bao giờ thế? Tất nhiên là chị đi đâu thì phải có con bé đi theo chứ. Em đây này, em đi đâu một bước cũng có thằng cu tí đi theo. Em về nhà ăn cơm với bố em mà không có thằng cu tí thì không xong với ông đâu. Diệu Linh nói, hay chiều hôm ấy chị đến phụ giúp em làm cơm nhé. Chị nghe bố em nói, em nấu ăn ngon lắm. Bình lắc đầu, em nói thật với chị, em giỏi nhất món luộc. Phàm cái gì luộc như trứng luộc, thịt luộc, rau luộc với gạo luộc là em rất thạo. Còn những thứ kho nấu khác thì em không rành. Diệu Linh bật cười, đừng có giấu nghề. Thôi hôm ấy chị em mình sẽ cùng làm cơm. Bình quay ra nói với bố, thứ bảy này bố có chương trình gì không ạ? Ông Cường hỏi, có chương trình là thế nào? Bình nói, à thứ bảy này con về nhà làm cơm mời chú Tùng, cô Thanh và chị Linh đến ăn cơm với nhà mình cho vui. Ông Cường nói vui, ừ thì mày mời cô chú với Diệu Linh về chứ mày có mời tao đâu. Bình không hiểu bố nói đùa hay nói thật. Bố hay nhỉ, mời về nhà bố để làm cơm mà bố lại bảo có mời bố đâu. Lẽ ra việc này là bố phải làm và mời chị Linh về ăn cơm chứ không phải việc của con. Mà việc này lẽ ra bố phải gợi ý từ lâu rồi, có ai vô tâm như bố đâu. Rồi Bình nói với bố như bạn bè nói với nhau, bố đúng là rất ngây thơ. Ông Cường ngạc nhiên, ơ con này dám bảo bố mày ngây thơ. Bình đùa, chẳng ngây thơ là gì. Con nói bố nghe nhé, bố làm đạo diễn một phim về một hoa hậu, lại được đích thân hoa hậu làm phó đạo diễn cho bố nữa, thế là vinh quang lắm còn gì nữa. Lẽ ra bố phải làm cơm mời chị ấy về nhà phải mấy chục lần rồi ấy. Ông Cường hiểu ra ý của con gái. Thôi thôi, tao thua cái mồm của mày. Bây giờ chúng mày thích làm thế nào thì làm. Thứ bảy tao đi thăm một ông cựu chiến binh xong rồi về. Bình nói, thôi thôi, bố không đi thăm cựu chiến binh nào cả. Con biết rồi, bố mà ngồi với mấy bác cựu chiến binh nhà bố thì có khi quên hết cả sự đời. Hôm ấy bố ở nhà, nhiệm vụ của bố là ngồi chơi với thằng Tí. Con và chị Linh sẽ nấu cơm, thế nhé bố. Phân công công việc thế là xong, con đi đây ạ. Nói xong thì Bình đi luôn. Chiều thứ bảy tại nhà ông Cường đúng là vui như hội. Diệu Linh và Bình tất tả làm các món ăn. Thành ngồi trên xe lăn giúp chị nhặt rau. Ông Cường ngồi chơi với bé Hương và cu Tí. Còn bà Thanh và Hữu Tùng ngồi bên ngoài, vừa nói chuyện với đoàn phim, vừa theo dõi từng cử chỉ động thái của ông Cường. Bà Thanh nói, từ hôm con Bình nói tôi linh cảm thấy đúng là ông Cường tương tư con bé thật. Ôi lúc nãy nhìn mặt mũi ông ấy sáng bừng lên, tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt ông ấy lại lạ lùng như thế. Hữu Tùng nói, công nhận tự nhiên nhìn gương mặt ông anh như trẻ ra mấy tuổi. Vào bữa cơm, Bình và Hữu Tùng tế nhị dồn cho Diệu Linh ngồi cạnh ông Cường. Bình rót rượu vào các ly và trịnh trọng nói, cháu xin phép thay mặt bố cháu chúc sức khỏe cô chú, chúc sức khỏe chị Diệu Linh và rất cảm ơn cô chú và chị Diệu Linh đã về ăn cơm với bố con nhà cháu. Bà Thanh vẫy tay bảo Bình đặt ly xuống và nói, này, ở đây ai là chủ gia đình, mày hay là bố mày? Tại sao lại phải thay mặt? Bố mày còn ngồi ở đây sức khỏe tốt, minh mẫn. Mày biết ông ấy chỉ huy diễn xuất cả một ngày trời mà giọng ông ấy có lạc đi chút nào đâu. Bây giờ mày lại bảo là cháu thay mặt bố cháu. Bình cười, thôi thì cô chú cứ đại xá cho con trẻ đi.
Thiệu kéo Bình ngồi xuống. Đúng rồi, để bố phát biểu trước. Ông Cường cầm ly lên rồi nói, thôi chúc sức khỏe mọi người. Ông cụng ly với Diệu Linh trước, rồi đến mọi người khác. Bữa cơm rất vui vẻ, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Bỗng Bình có điện thoại, cô nhấc máy nghe, rồi chạy ra ngoài sân nói chuyện gì đó. Sau đó Bình trở vào, nhưng nét mặt trầm hẳn xuống. Thiệu dỉ tai vợ, có chuyện gì đấy em? Bình nói nhỏ, có người bạn của mẹ bên Đức gọi điện về, thôi tí nữa em nói chuyện với anh. Bình cầm ly rượu lên chúc Diệu Linh, em chúc chị mãi mãi trẻ đẹp như thế này. Uống được mấy ly rượu, ăn cơm, nói chuyện đưa đẩy được ít câu, bà Thanh hỏi, này Diệu Linh, cháu có ý định lập gia đình nữa không? Diệu Linh mỉm cười, bây giờ thì cháu không nghĩ, nhưng cuộc đời cũng chẳng biết thế nào cô nhỉ. Cháu cũng vấp váp mấy lần, cháu cũng cứ định bảo là không, không, nhưng rồi tự dưng nó đến. Mình cũng như cánh bèo, bị dòng nước xô đẩy, muốn làm chủ bản thân mình cũng khó. Bà Thanh nói, từ hôm được biết cháu đến giờ cô rất khâm phục cháu. Cô khâm phục cháu ở nghị lực vươn lên, nghị lực sống của người phụ nữ bằng chính bàn tay khối óc của mình. Cô cũng rất quý cháu ở nhân cách nữa. Cô đã thấy nhiều những người đẹp có chút danh thì kiêu hãnh, ngạo mạn, cư xử vô lối lắm. Cháu thấy rồi đấy, gần đây có bao nhiêu chuyện về những người đẹp trong giới showbiz ấy, đủ loại tai tiếng trên đời. Hay là cô làm mối cho cháu một người nhé? Diệu Linh bật cười, ôi cô đừng làm mối, việc này tự nó đến thì đến, không thì thôi. Cháu cũng không đặt nặng vấn đề này nữa, cháu có bé Hương bên cạnh đây rồi. Bà Thanh nói, không được, cô sẽ giới thiệu cho cháu một người về mặt tài năng, đức độ thì cháu khỏi phải lo. Đó là một người mà cháu có thể tự hào được, còn việc khác thì tính sau. Bình, Thiệu, Hữu Tùng thì hiểu ý. Diệu Linh cũng lờ mờ hiểu được ý của bà Thanh. Đến lúc này cô cũng hiểu được tâm ý của Bình khi làm bữa cơm này. Cô vội vàng gạt đi, cô ơi, trong bữa cơm này cháu biết nói chuyện này thì cũng không hay, nhưng cô biết đấy, cuộc đời cháu đã bị mệnh danh là sát thủ rồi, cháu sợ lắm. Cháu không muốn có thêm người đàn ông nào mà phải vắn số vì cháu nữa. Diệu Linh nói xong thì cầm ly lên, cô hơi dựa vào vai ông Cường. Cháu chúc chú một ly nhé. Ông Cường sung sướng, chúc cháu thành công mọi mặt. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở kỳ tiếp theo.